cái móng này của bạn nam của bạn khách nam bạn này à, không có thích cắt da đâu mọi người do là cái à, cái móng cái của của ảnh anh bạn này là là ảnh bị cái móng nó 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 quặm hai bên á rồi mới phải đi thôi nhưng mà mọi người để ý mary cắt cho ảnh à, anh chàng này là bốn cái cái ngón nhỏ là hầu như cái móng đó là nó có cái biểu hiện là nó mọc bè hai bên nó nó găm xuống nó cắm xuống da mọi người đó thì mình cứ những cái móng này là khách là người ta yêu cầu là phải bấm bấm góc hai bên đó chứ cũng phải mình tự nhiên mình 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 bấm đâu thì cắt cắt da cho 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 anh chàng này ảnh cũng ảnh cũng nhát á nhát nhưng mà cắt cắt uh, xong cái ngón bên bàn bên kia là cắt qua cái bàn bên đây là ảnh ngồi im cho cắt luôn vậy như ảnh uh, uh, yên tâm đó thì cái kỹ thuật uh, cắt của mình nó cũng có gì khó mọi người cứ uh, mọi người thấy nè uh, mình tua cái video này nó cũng không có nhanh nó cũng vừa phải á thấy cái ngón tay chỏ của 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 Mary Mary mà quan trọng là mình phải tì mình cắt da thăm bất cứ mình làm gì mà mình không có tì cái ngón trỏ vô đó, là nó nó không có chạy được kìm đâu nó không có lướt được kìm và cũng không tách da được luôn đó thấy không thấy cái cái, cái ngón trỏ lúc nào nó cũng bám sát hết mà mọi người nhìn cái ngón vừa cắt á thấy không cái bên mà cái móng mép ngoài á mọi người nhìn thấy là nó hằng đỏ luôn á nó rất là khó chịu bởi vậy á mình đây mình làm nghề mình mình tiếp xúc không biết bao nhiêu ngàn bộ rồi mỗi một cái móng mỗi một cái bàn chân nó cái móng mọc ngộ lắm mọi người có người thì còn bị bệnh là coi như là có hôm bữa mình cắt cho cái bạn kia kìa bạn là nữ mà bạn nói bạn 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 giống như là bạn mất tự tin về bàn chân bàn tay của bạn luôn á là do cái móng chân và móng tay của bạn đó là nó không có mọc được móng mọi người nó mắc một cái chứng bệnh là à, móng nó không có thu nhận được những cái chất dinh dưỡng do mình ăn uống á mọi người nó không có luôn mà người ta phải chữa bao nhiêu năm bây giờ nó mới mọc móng nhưng mà nó mọc kiểu kỳ lắm đó cho nên nhiều khi mình thấy mình có bàn tay bàn chân mà nó lành lặn thấy mình thấy mừng ha mọi người ha đó mới kể xíu cùng chuyện là mình cắt hết mình cắt sắp xong rồi thì cái lớp cắt da của mình mình luôn luôn mình mở bạn nào mà muốn học cắt da tay chân nước thì nhớ ủng hộ mình nha inbox mình mình gửi cái lịch học cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tiệm rất là nhiều cảm ơn mọi người các anh chị em nào muốn làm da yeah, nhớ đặt lịch trước giúp Mary nha